chơi này, bắt đầu. Đây Nguyễn Việt Hoa là người đầu tiên đưa em về Việt Nam. Sau đó thì thầy được đứng tên và thầy Hoa giáo nhiệm vụ cho thầy từ năm 1999 đến nay. Thì công lao các em Việt Nam đầu tiên là công lao đầu tiên là của thầy Nguyễn Việt Hoa. Thì các em luyện tập hôm nay đó là công lao rất lớn của thầy Nguyễn Việt Hoa. Hôm nay là lâu rồi. Trương, dạ. Trương là một đồng học trò của Tây Hoa. Ngày xưa mình tập ở Tây Hoa. Trương chỉ học một lần em. Khai giảng này em có tham gia mà, có tham gia đồng diễn. Trương nó bảo lúc đấy nó sẽ nói để tham gia. Cả một cái góc cùng cái nhà văn hóa đó. Đây là thầy cảm giác, thầy cảm giác này lần. Và thì bây giờ nói thì cũng là giới thiệu rồi. Là... giới thiệu vợ rồi giới thiệu từng người đây nữa này. Giới thiệu về Tây Hoa đây là vợ Khôi. Em hướng khóa 2 của Hưng Hưng. Em Toàn là khóa 3 của Nghĩa Đan cùng. Em Tùng khóa 3. Giới thiệu vợ Tùng luôn. Đây là Dung là vợ cuối cùng. Đây là em Cương thì khóa 1. Cương khóa Lê thì ngày xưa Tây Hoa về cũng là dặn dò và tính cử nó rất tốt và Tây Hoa cũng gặp nhiều rồi, gặp cả hai chị em luôn. Gặp cả bố mẹ nữa kìa, gặp cả bố mẹ Hồ Cương nữa kìa. Đấy, nhanh anh Trương ở trên châu lên. Trương thì lên chỗ Tài Hoa suốt không, nhưng mà giới thiệu trong video nó phải đầy đủ. Là anh người rất là nhiệt tình à. Cùng lên chúc đời dài, lên tham gia nhiều cuộc ở đây. Và Khối vì Trương vì anh em ở đây thì cũng là gần gũi với nhau cho nên là cũng dễ cảm gắn kết. Biết rồi. Một thời gian là anh đấy, bây giờ anh Khôi đề nghị chụp ảnh nhá. Bây giờ là chúng ta chụp như thế nào, ngồi như này hay là đứng như thế nào? Có một số bố phải nhờ chỉ chụp phải, nhờ chỉ chụp.